Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây bạch chỉ vũ bò nha. Cái hoành đây là 7 nha anh chị cô chú. Cây này có hoành là 7. Cao là 57 nha. Còn cái tán ngang của nó chiều rộng của tán ngang đây là 21 nha. Cái này em khai thác bầu đất lên nha anh chị coi cho. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xin bài và ủng hộ luôn.